47 triệu là cho bằng xe rồi. Cái đồ này thì của Trung Quốc rồi, hay là Đài Loan, Nhật đó hả? Bây giờ anh mua nguyên cái xe đây rồi, anh chỉ mua cái khung này thôi. Xe nào cũng là bằng gỗ luôn. Bằng tre à? Nhưng mà 47 triệu đồ Nhật thì cũng được. Cái đồ này mà Nhật, Mã Lai, Đài Loan. 47 triệu luôn à? Triệu rồi. Ôi giời, đắt thế nhỉ. Gỗ đây là cái tre à? Tre. Có hay đi xe nào không ạ?